Ok, bắt đầu chơi đàng hoàng này. Đây, đợi 15 phút cái. Làm gì ấy? Đệt, ông nào thua anh chết bắp cải rồi. What the hiệp nào? Hiệp đi. Bán đi. Được bất cứ những cái gì thu hoạch được rồi thì bán hết đi. Thế thôi. Bây giờ thu hoạch của tôi này. Thu hoạch cái kia cái ông dắt lên đất đi ta. Bây giờ Huy đi mua ba lô không? Đi đừng. À bây giờ nhá, bây giờ mình phải có một cái hướng đi đi. Bây giờ mình phải xây được cái ấy. Nhiệm vụ của mình bây giờ là mình phải xây được cái, à mình phải sửa được cái bến xe buýt. Để mình đi sang chỗ sa mạc đi, đi sang chỗ sa mạc thì mới có nhiều ấy. Đi sang chỗ sa mạc thì mới có nhiều rồi, về đi. Anh Huy phá Huy. Đi sang chỗ sa mạc thì nó mới có nhiều cái để đào. À nó mới có nhiều. Đi qua cái cầu này có ông nào vàng cái dây thuyền tên cá mà em thấy. Đều có. Hình như phải đúng ngày mưa cơ. Ngày mưa. Ừ. Ok đợi thôi. Nhưng mà đi sang cái mưa xong. Là thằng Junius đấy. Đi sang cái chỗ thằng nào? Không phải thằng đấy. Chứ không nào cơ. Đi sang cái chỗ mới ấy, à, đi sang cái chỗ bây giờ nhá. Bây giờ mình làm, mình sửa xong cái xe buýt. Xong rồi đi sang cái chỗ gì nhỉ? Mình sửa xong cái xe buýt xong rồi đi sang cái chỗ cái gì quên mẹ mất tên à. À cái sa mạc ấy. Đi sang chỗ sa mạc ấy là xuống cái hang ở dưới sa mạc ấy, nhiều quặng xịn lắm. Nhiều Iru lắm. Nhiều tự dưng đeo cái căn tin đi room mình đâu. Mất bầm tí. Đi sang chỗ sa mạc thì mới có nhiều room. Mình phải sửa xong được cái đi, mình phải sửa xong được cái 25.000 vàng. 25.000 vàng á? À? Ai bảo thế? Ông đố mạnh nhỉ, ông đố mạnh. Tại vì tôi là người sửa xe chứ còn ông sửa chưa? Tôi mới sửa đủ tiền. Đi 25.000 vàng á, thế góp tiền đi mấy ông ơi, bán nhà bán cửa đi. Bởi vì mày không bằng. Không bằng cái kẹt. Vàng viết nhà bán hết đi, kiếm 25.000 vàng đi sửa xe nào. Kìa, tôi đang chưa mỏ vàng. Mỏ vàng để làm gì, quan trọng là Ethereum mới làm được nhẫn cưới. Tôi biết tôi là mỏ vàng gì đâu. Có cách khác để cưới mà. Sao mà nhất nhất phải có điện cưới. Thế là cách gì? Ông làm đi. Nhưng mà ông Đỗ Mạnh mới bảo là cái đấy mua thì cũng mất tiền đấy ông à. Ông tưởng không mất tiền chắc. Cái gì nó quy ra tiền hết đi ông ơi. Hơn. Kéo ấy, nó vừa hiện cái thông báo đó gì ở dưới này. Tôi đã kịp đọc. Mẹ ông đào tiêu mẹ 6 nhịp ca tiền rồi. Ông bảo mua cái gì đây? Đi. Nào ở đây tôi vừa donate cho viện bảo tàng à. Donate cái gì? Đéo hiểu à, tiêu hết cả tiền của team rồi. Ông đạo nhá. Về quýt đi đây ông Huy Anh bới giác kìa. Nhục chưa? Điều cái gì? Đéo hiểu tôi hết tiền rồi đi. Tiền đâu mà sửa cái này đấy? Bến xe buýt lấy đâu xây cưới vợ đây, đừng muốn cưới vợ. Đây nó ghi cái kéo này. Xe buýt tù ca đồn xên hào. 15 phút làm gì? Ê đợi tí. Ơi đâu để tôi thử đi sang đêm nào. Hồi trước là nắp pin vào cái chỗ này, nắp pin cái đường hầm này rồi đúng không? Cần mấy viên đấy. Còn cái chỗ nào lắp pin đi nhỉ? Tôi mua có pin về rồi này. Lắp pin cái đường hầm mà nhưng mà lắp rồi. Mình nghe phải lắp mấy cái, mỗi người lắp một cái sao? Đúng rồi, tôi đi vào tôi ấn là nó không hiện là cần một cái pin này, cần ở battery này. Nhưng mà nói chung là mà kiểu gì mình phải sửa cái xe này hãng. Mấy ông tiêu hết cả tiền tôi đi lấy ông tiền sửa xe, ông nó mua cái gì đấy? Hả? Mua... Tôi đi lại đi xuống dưới hang thôi.
Đời số khổ này chỉ có đi xuống hang mà kiếm tiền thôi. À đây Huy Anh đây đúng không? Đang đội mũ trắng ngớ ngáo này là Huy Anh đây rồi. Bây giờ đi kiếm vàng thôi. Thôi đi xuống đây đào cái đá làm gì. Đi xuống thôi không còn đi đâu. Đi xuống hang dưới này. Cái này để làm cái gì? Sao đi lá trồng được? Mua rare skit về mà đéo trồng được là... À không phải mua quà. Đi trong nào mới biết là mua cây rồi không tin mua à, đéo hiểu. Đi. Mà nó ra nhá, nó là hàng. Hàng gì? Hàng biết cái gì? Ông cầm đồ ăn chưa? Về cho tiêm. Mua kẹt ấy, mua lung ta lung tung chả được cái sợi gì ạ. Rồi ơi. Ngáo quá, ông ơi. Cần nó đánh không kìa? Kiếm đâu không lung ta? Cần nó slam này nhá, slam khó chịu lắm. Slam trong game thật sự là khó chịu nhất luôn. Giết thằng lưới trước. Đánh không đi kìa. Ui, đánh thằng 28 máu ạ. Kìa, cẩn thận, slam đánh không kìa. Cái gì đây? Đơ à, lại đít rồi, đéo hiểu. Ông đang ngồi chỗ nào đấy? Đang chỗ gần cái wifi mà ngồi. Cắm mua cái dây mạng vào. Chưa đổi mạng. Nó đang hỏi mật khẩu để đổi mạng. Đéo hiểu mật khẩu kẹt đi. Tại tao ăn xong nó đánh cái con chó này. Đánh người lúc người ta đang ăn à. Mày có lương tâm không? Mày có tí gì gọi là liêm sỉ không? Có vẻ đéo có gì ở dưới này không ạ? Đéo hiểu cái game này lúc nó chém đi đéo đâu. Đéo hiểu luôn. À như có đường lên ở trên này đúng không? À đường xuống ở trên này đúng không? À không nếu có. Đéo bừa bừa một cái viên đá cũng đau cục vàng ạ, à, nếu hiểu. Ruby rồi, được ruby rồi. Đồng là lấy ăn kẹt á. Đéo hiểu rồi. Rồi ra rồi, cứu tôi. Cẩn thận. Cẩn thận nó màn hình đỏ này rơi ra ấy, rơi ra đông lắm ấy nhờ. Cầm sẵn kiếm đi. Thế là phải mất hẳn 30. Cái gì? Mất bao nhiêu cơ? 35.000 mới chỉ ở được. Đi đắt loài ạ. Cẩn thận đấy nhá, nó chết bây giờ kìa, u rơi nhiều quá. Đánh từ từ thôi. Cẩn thận con đấy là hơi nguy hiểm đấy. Con này ép vào tường, ok, chết rồi. Con đồ ăn chưa, con đồ ăn chưa? Con hết thì bảo tôi đưa thêm đi nhá, tôi nhiều lắm. Ít kim cương của tôi. Ôi cái thạch cánh tím của tôi. Khốn nạn. Thạch cánh tím của tôi. Đéo hiểu à. Không biết anh nhớ. Là thạch cánh tím của tôi. Ở xong Huy Anh lại đít. Đéo hiểu, ông nhặt đồ xong đít ạ. À. Nó có giữ đồ không hay là mất? Ông làm đéo mà mạng yếu thế. Đáng thử bước rồi. Tổ tối rồi luôn. Thôi đi nghe nhạc đi. Ông nào lấy đi lo sửa nhà tôi rồi.
Thế là hai viên kim cương còn giữ không đây? Đi theo còn giữ không? Ờ. Chết rồi, kim cương tôi đâu? Ờ, Huy Anh. Ông còn hai viên kim cương ấy, có ăn gì? Còn thì tốt. Còn hai viên của tôi thì đánh cướp thôi, còn hai viên kia của tôi thì... Hai viên ông vừa nhặt đâu? Mất là đòn đấy. Ok. Gì đấy? Xong rồi. Làm đi xong. Giờ xuống dưới đường có người gọi. Đéo thì lấy hội rơi mà lắm rơi thế. Đang hội á, phải cứ... Đâu? Không phải tôi đang tới hang, tôi bảo sao lắm rơi thế. Con rơi tổ chức hội à. Sao? Biết vậy đấy em thôi. Ôi, đi mẹ, tôi nhặt được cả quặng sắt này. Sao nghe động Huy Anh kiểu... Cháu gì? Nghe giọng kiểu xa xăm ấy. Không hiểu. Úi dồi ôi, muốn ra lấy cục vàng, nhưng mà có vẻ nhiều thứ nó cản trở mình quá nhở. Nhìn đéo thơm lắm. Mày nhớ tao à? Mày nhớ tao à? Ôi đi! Mày à, nó bấy mình! Ôi đi! Chết nhà rồi! Ôi dồi! Tẹo chết à! Đi! Mẹ! Tao chỉ muốn lấy cục vàng thôi mà mày làm gì căng thế? Ơ! À, con chó! Mày bấy tao à? Mày dừa tao à? Mày dừa tao à? Đi nhà 12 giờ rồi thì đi nữa. Rồi, được thưởng tưởng thưởng 4 cục vàng. Tao đi lên vậy. Có chết không? Chạy về nhà thôi. À, có xe, có xe, đừng đi mà chạy bộ. Có chỉ vài chất. Ok. Mẹ ngủ đi. Ô, tôi chết rồi, về nhầm chỗ ạ. À, không sao, chạy gần mà. Em đứng rồi, bị bán rồi. Đi cái gì có phải anh kim bán à cái gì có không nói cho chàng phải anh kim bán à cái gì bán à anh kim thạch anh tím để tặng gái bán cái gì ngủ đây 10 tim rồi tặng gì nữa ờ thì để đấy để làm về sau còn chế nhiều đồ không biết là chế gì nhưng mà cứ để đấy bán kim cương rồi nhá cũng được kim cương thì chắc chỉ để tặng gái để bán tôi đang cầm 11 viên này này bật đi bán đi còn lấy tiền sửa xe ông đạo ông tiêu sử hết tiền ông đi mua cái cây ghẻ lậu không liên quan nếu hiểu xác khác mua cũng mua nếu hiểu con nào chưa ngủ kia 1:30 rồi kia thôi ngủ rồi nhá ông đạo đạo kia ai chưa ngủ ai chưa ngủ kia thôi xong rồi tôi đang nhìn 3/4 này thôi đang nhìn 3/4 này ông Huy Anh rồi đéo hiểu mất tiền ngu ạ à. Cần những 30 vàng á phải ra 30.000 vàng á 30.000 hay 35.000 rồi Huy Anh lại đít đéo hiểu đít men mẹ này mẹ mà tôi đi đó đây là đường mạng FPT mà thì FPT đúng không sao còn ông nào 2/3 kia trời biết ông nào 2/3 đấy đạo hả chỉ có ông đạo thôi đéo hiểu à đúng là ăn hại tiền thì tổ chứ là không phanh à. mưa rồi đi ra bờ biển thế nào mạnh bán kim cương đi
Ôi trời, tôi chết rồi. Trời ơi. Ok, cái lò, ông đặt lại cái lò đi ông này. Dòng đung vàng đấy, ông Long. Định nhặt cái vàng của ông Đạo mà... cay thật đấy. Tôi đung rồi. Ông đây, trong... vàng để bán chứ để làm gì, anh em đang cần tiền. Ông không biết thương anh em thì thôi. Mày còn cầm vàng tích chữ riêng, đéo hiểu tiền thì tiêu hết của anh em. Không mang vàng đi tích, không hiểu. Sống trên đời này. Tôi có 2 viên ruby để biết bán được bao nhiêu tiền nhỉ? Cần rất là nhiều tiền. Cái thạch anh này thôi để tặng Abigail đi. Đây, hình như là 5.000 vàng cái gì vậy? Hay là đấy, di chuyển tính cả 5.000 vàng. Xong Huy Anh lại đi rồi. Ok, thử mua nhá. Cả nhà cả cửa con có 6.000 vàng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Chết rồi ông Nhật. Tôi là gái đây. Đéo đéo không. Ông đã tiêu hết tiền của anh em rồi. Đến đây để tôi mua chứ. Đéo hiểu. Tại sao mỗi mình ông Hiệp cũng mua. Đi. Đéo hiểu à. Tiền anh em cực khổ kiếm được. Ông mới tiêu một mình rồi. Hiệp đâu giả cho tôi để tôi mua nào, có 1.000 thì mua cái gì? Gái đâu vậy? Gái kia. Em ơi, sẽ đi. Gái gì? Chờ tôi mang vợ về nhà đã. Đéo hiểu, vợ con kia. Khoan đã, hôm nay mùng mấy rồi? Để tôi mang vợ về. Gì đấy, sao lại tiêu vàng rồi? Để tôi mang vợ về nhà. Xong rồi mấy ông cưới sau được. Đéo hiểu à. Tôi không muốn. Tao đạo mới đi à? Hay là ta tôi tặng. Tặng ai? Đưa cho ông là coi như tặng đấy. Vàng tôi đâu. Vàng con kia. Thôi rồi ông mua rồi thì ông cứ cưới đi. Ông có thực cưới nào không có cưới không? Đâu vậy? Con Benny đâu rồi? Con mua dây chuyền tiên cá. Ông ra chỗ bờ biển mua 5.000 vàng cơ. Hết vé tiền rồi. Con có 1.000 tiền thôi. Thôi đi làm nhiệm vụ. Còn không may. Chắc là... mẹ hình như là con Benny nó viếng mẹ mất rồi. Thằng em muốn cưới ông bỏ trốn rồi. Bỏ trốn theo dai rồi. Em ơi em ở đâu vậy? Nó bỏ trốn theo dai rồi. Nó... à đây. Đẹp. Đâu ra xem đám cưới ông Hiệp nào có cưới hay không à? Đâu hiểu bạn em này. Ồ nhìn không xây ở chỗ mày. Ai ác cũng vãi, tôi đánh cái con của đầu kim loại ra được kim cương. Từ từ nhá, nó đang bảo... cái gì? Nó bảo cái gì? Đâu ông đang đây, tôi chạy ở đây. À, đâu đây? Tôi chấp nhận này. Bạn muốn cưới à? Tôi chấp nhận. Chết rồi, ông Hiệp ông cưới vợ rồi. I said everything up well have đi. Everything in 3 day, ok. Bạn, chúng ta sẽ cưới nhau trong 3 ngày nữa. Đếp, ơ từ 3 ngày nữa hình như ngày lễ hội mà. Tại sao ông ấy cưới ngày lễ hội? Ồ xong rồi, ông Hiệp, ông ấy complete rồi kìa, nếu hiểu. À đâu? 3 ngày nữa là 1 này, 2, 3. Ồ, trước ngày lễ hội 1 ngày ạ. Anh em chăm chỉ làm nhiệm vụ. Đéo hi. Tất cả nhiệm vụ tiền này ạ. Nhiệm vụ gì? Ông phải bảo anh em. Nhà văn hóa thì cần cái gì? Ông Huy Anh giờ ông chưa vào nhà văn hóa. Bao giờ ông vào nhà văn hóa thì anh em?
Yếu hiểu sao mẹ nó chấp nhận nhanh vậy mình. 10 sao rồi mà. Đéo hiểu à. Đéo hiểu một mình làm xong. Đâu? Ông chưa làm gì. Đâu? Chẳng phải nhà văn hóa nào. Đâu ông làm được những cái gì rồi? Để tôi xem nào. Làm nó biến mất rồi. Làm gì nó hiện nữa. Nó chỉ hiện sao thôi. Ok, đúng đây này. Đây. Nó nói chỗ nào? Bên này, sang bên này làm gì? Đây nhiệm vụ cá. Sẽ đảm bảo mọi thứ. Chúng tôi sẽ tổ chức buổi lễ trong 3 ngày nữa. Để ok, đợi em 3 ngày. Trong khi đi làm nhiệm vụ, ông hiểu ông đi cưới vợ rồi kìa. Đéo hiểu nhiệm vụ sắp con cưới vợ rồi. Toàn mấy cái đéo gì đấy đâu ra. Ông hiểu ông cưới vợ đến nơi rồi. Cà rốt hang này, ông nào có cà rốt hang à? Cà rốt hang cho vào rồi. Toàn mấy cái đéo gì này thì lấy đâu ra mà cho vào? Nhà con hóa chỗ nào? À đúng rồi, cái cây mà cái củ tỏi mà ông anh ra này. Cái chỗ mà tôi đang đứng thế này, tôi chỉ ông bao nhiêu lần rồi. Bây giờ vẫn hỏi nhà con hóa chỗ nào, nếu hiểu. Tôi chỉ ông mấy trăm lần rồi đấy. Tôi chả có cái gì để vứt vào không ạ? Thông cảm nhé. Ốt này. Tomato này. Cà chua này, đây là củ mùa hè à. Đây là bí ngô này, jam này. Ngô này. Bắt mơ lên, con phải hỏi, đứng ở trên đây đấy. Ông đi qua mẹ chỗ tôi không mày. Ông bên dưới này, bên dưới này này. Mời anh em chơi đi. Bây giờ tôi dưới chỗ ông này phải thức sửa. Sữa này. À, sữa đúng rồi. Tí mình cầm sữa mình cho vào cái này. Sữa này. Ngày bao nhiêu lễ hội đông ấy? Này. Ngày bao nhiêu hệ? Hai quả trứng này. 24 lễ hội à? Ngày 24 lễ hội à? Ừ. What? 21, 22, 23. 3 ngày nữa. Ý nó bảo 3 ngày, ngày 23 hay ngày 2. Không, đạo đâu rồi? Ông đạo ao mẹ rồi. Đây, hiểu hiểu chửi ông đây đấy, đứng ngay đây đấy. Đây đấy. Chỉ ông một tỷ đâm cái này rồi vẫn hỏi đâu đâu đây đấy, đứng đây 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 cái nhà tao đúng rồi đây. Vào rồi có gì đâu, vào rồi có gì đâu, vào đúng rồi, có mấy con ma mấy cái nhiệm vụ nó kiểu đấy, có mấy cái kiểu như là cái ấy ấy. Cuộc chiến mà hay nhưng mà cũng chẳng nó còn cái này này gì cái đấy khiến loài à. Chắc cái đấy để bán này, tôi chả thấy nó có tác dụng gì cả. Còn lại chế cái đồ gì đấy nhưng mà chả biết á. Ừ. Bán cái này 150 vàng. 150 vàng. Bán kim cương thì được 750 vàng. Đều hiểu à. Xong đào nào á. Mong nào tiêu hết tiền này. À đúng rồi, ông Hiệp mua cái dây chuyền. Đều hiểu luôn. Sao tôi không vào được nhà? What the fuck? Hay là nhà ông đang trang trí ấy rồi. Đạo ơi, vào lại game đi. Hôm nay tôi bán đống đồ này. Phô mai này. Phô mai que này. Bán cái này được 450 vàng. Cái này được 450 vàng. Cái gì? Cái đấy cái gì đấy? À ừ. Cái đấy lại đưa cho quân căn thơ nhưng mà chắc đưa rồi thôi không có bán. Đưa căn thơ mà không có chịu đấy. Nghe không hiểu cái chỗ trên này mấy ông này ông trồng cây loạn xạ ở trên này nên là khó đi mấy đấy. Chặt bớt nhỉ. Đi trang trí lại nhà chờ vợ về nhỉ. Đẹp. Hình như 3 ngày nữa là nó tự vào đám cưới. Bớt mấy cây đi cho đỡ vướng đường đi mấy ông này, mấy ông đập cây vướng đường đi vãi.
Đạp đâu rồi? Đạp nó trong cái đâu? Ông cứ bật ở cái nhà thôi. Này đi cho dễ dàng. Ông ông xin nhà gõ ngu. Ông mình bật cái cái tắm cái đồ đi vậy. Sao nhà mình có tối tăm ấy nhở? Nếu có cái đèn nào sang nhà mấy ông này sao mà mấy ông lấy hết đèn mình này? Lại nút nhà mình đã bẩn vừa. Mấy ông ăn cắp hết đèn nhà tôi. Trong nhà tôi tối như hũng nút. Cái này như là của nhà tôi sao ấy? Tôi trả lấy 3 cái tivi. Thôi kệ, để 3 cái tivi đây. Tivi làm cái gì? Đưa tôi. Nhà tôi đang chẳng có béo như này. Đéo hiểu à? Hai bọn cắm đuốc ở đây này. Đéo hiểu ạ. Ông sang mà lấy tivi. Cắm đéo. Cái đang đi trang trí phòng ngủ rồi. Đéo hiểu ạ. Điên vừa thôi. Đéo hiểu mẹ tivi. Đéo cho đặt kiểu ấy. Đéo không cần đặt nha. Đéo xoay được. Chỉ mỗi ghế cho được. Kệ. Vô mày vàng. Vàng thì bán được. Vàng bán thôi, bán được mà. Thực ra để đấy làm cúc vàng mới gãy cũng được. Ông có cúc vàng chưa? Không đâu được đi chứ vàng. Ngủ đi, ngủ đi. Ngủ đi ra nay từ từ đang đang thắp nhà, đắp thắp sáng khăn căn nhà nhà tối tăm, đéo hiểu nhà tối quá. Cắm đúng đuốc không? Cắm đuốc là phải có trang trí nghệ thuật, cắm đúng tam tung thế càng xấu. Ok. Khổ vai à, ông Hiệp ông mới sắp lấy vợ rồi. Mình chưa được lấy, nhéo hiểu. Ông chưa ngủ kìa. Chắc chắn ông Huy. Ngủ thôi. Chắc chắn ông Huy anh. Đã vào lại đây.